Chào các bạn ơi, hôm nay mình trải nghiệm chiên chuối chiên theo công thức mới và cách làm mới, nhưng mà thành công, kết quả rất là thành công nha các bạn. Mình làm trái chuối nhỏ mà mình không có ép, rất là giòn luôn. Mời các bạn cùng trải nghiệm cùng mình nha. Mình mua được một chảy nảy chuối nè các bạn. Chuối này thì nó cũng không, nó mới chín tới nhưng nó không có lớn trái lắm nha. Hôm nay mình sẽ nghiên cứu một cái thứ bột rất là lạ. Đây là 50g bột chiên giòn, 30g bột bắp, 120g bột bánh cuốn. Tại vì ở nhà còn cái gì mình làm nấy sẵn, mình nghiên cứu luôn nha các bạn. Đây là bột nghệ và muối. Bỏ vô một ít đường nha, chút xíu à, đừng có bỏ nhiều. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu khuấy bột. Chúng ta đổ hết bột vô đây. Là 30g bột bắp nè. Ở nhà mình có cái gì mình làm cái nấy, mình coi cái nó có ra trò hay không. Đây là một cái sự trải nghiệm của mình nha các bạn. Bột bánh cuốn thì thành phần của nó gồm có bột mì và bột gạo. Đó, mình coi thành phần rồi. Mình trải nghiệm luôn ha. Này, muối và nghệ nè. Hai muỗng đường thôi nha các bạn, khoảng 5g à. Mình không có ăn đường nhiều đó, thành ra mình cho ăn ít thôi. Mình lấy đường ở trong chuối. Rồi mình cho nước vô từ từ nha. Cái độ sệt là tùy ý mình. Nếu mà mình muốn lỏng thì mình làm đi làm lại nhiều lần, mình chiên đi chiên lại nhiều lần. Còn mình muốn đặc thì nó cũng nhanh giòn thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà mình thích cái độ sệt vừa phải, tùy theo bột mà nước nó hút nữa. Ta đổ bột vô nè, để bột vô rồi quậy quậy từ từ nha các bạn. Khoảng chừng 200g nước là được rồi. Có bột mì, bột chiên giòn là nó tạo cái độ xốp. Còn bột bắp là nó tạo cái độ giòn đó các bạn. Bột bắp với bột gạo là tạo cái độ giòn. Rồi mình để đây mình đi làm chuối nha. Để cho bột nó nở. Hai trăm gram bột, 200g nước đó. Với cái số bột này thì mình bỏ ra 6 trái chuối thôi nha các bạn. Mình không có làm nhiều. Một lát còn dư bột mình làm tiếp. Mà hôm nay mình làm bánh chuối trải nghiệm, mình chỉ sắc ra thôi, sắc ra phần nửa như vậy thôi. Bỏ trực tiếp vô đây luôn. Mình không có ép nha. Bột thì bột lạ mà làm cách này cũng lạ ha các bạn. Phần nửa đi ha. Chuối này mới chín tới là cũng ngon nè. Mình không ép, mình xem coi cái trong chín cái ruột chuối nó ra như thế nào. Ép thì nó mềm, nó xốp theo chuối mà nó biến theo cái độ chín của độ giòn của trái chuối. Còn hôm nay mình không có ép nè. Mình xem coi khi mà mình làm ra cái thành phẩm nó như thế nào nha. Nó có thành công không nha. Chuối này chuối dẻo ngon quá. Rồi, qua bên đây mình bắt cái lò lên nè. Mình bỏ vô đây một miếng mè nha các bạn. Mè đen nè. Chiên cho nó ngon. Trộn lên.
Rồi mình sang qua đây mình coi coi dầu mình sôi chưa. Thử dầu có sôi chưa. Chút xíu nữa nha các bạn, chút xíu nữa đi. Rồi chúng ta bắt đầu bớt lửa xuống. Bỏ chuối vô nha các bạn. Coi coi ảnh ra như thế nào đây. Lần đầu tiên mình làm cách này đấy. Bột cũng lạ mà chuối cũng lạ nha. Bởi vì chuối chiên người ta làm nhiều kiểu lắm các bạn ơi. Người ta chiên nhiều loại bột như bánh xèo vậy đó. Người ta trải nghiệm qua nhiều cách làm. Mà cách nào mình thấy ngon nhất. Hôm nay ở nhà còn bột gì mình làm bột nấy. Mình phá cách coi thử có thành công hay không. Rồi mình chiên. Chiên cho nó ráo mình vớt ra ha. Vớt ra là mình làm cái nước thứ nhất á. Vớt ra được rồi nè các bạn, để cho nó hơi ráo rồi mình áo bột chiên lần thứ hai nha. Đây. Lần thứ hai nha các bạn, đó bỏ chuối vô chiên. Xem sao. Mình thấy cái trái chuối mình chiên nó cũng phồng to rồi nè các bạn. Nó phồng tròn lên nè các bạn thấy không đó. Nhưng mà ăn không biết là cái ruột nó như thế nào nha. Tại vì cái ruột này mình không có bóp dẹp ra nè. Còn cái kiểu kia là mình ép dẹp ra, nó hòa quyện với bột. Còn cái này là mình để trái chuối nguyên, mình ăn cái khẩu vị nó như thế nào. Nhưng mà nó cũng phồng lên nè các bạn thấy không. Chuối mình mua là loại nhỏ nha, chứ không phải là loại lớn. Nó cũng phồng lên đó. Chiên hai lần thôi. Chuối mình nó cũng đã phồng rồi nè các bạn. Cũng đã vàng rồi nè. Đó. Có vẻ nó giòn lắm. Bây giờ mình vớt ra nha. Vớt ra nha các bạn. Các bạn ơi, bước đầu mình thấy thành công rồi đó các bạn. Nó rất là giòn luôn nha các bạn. Tại miếng chuối mình không có ép dẹp, nó không có to. Miếng chuối mình làm nhỏ nè. Nhưng mà nó rất là giòn. Mình gõ gõ vô kịch cạch nè các bạn. Đó. Nó phồng ra mà nó nhỏ nhỏ miếng chuối ha. Giòn lắm các bạn ơi. Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình chiên chuối chiên trải nghiệm nha các bạn. Thành công ngay bước đầu luôn. Đó. Để mình cho các bạn coi nè. Hai trái chuối gõ với nhau nè. À, bây giờ mình kiếm một cái trái nguội. Mình bẻ ra coi cái nhân như thế nào. Cái nhân này thì mình không có ép nha các bạn. Không có ép. Đó, nó cái nhân nó còn nguyên nè. Cái vỏ nó như thế này nè. Rất là ngon luôn. Đó, coi như thành công rồi đó. Cái vỏ nó rất là giòn nha các bạn. Giòn lắm luôn á. Còn nếu mình ép thì chuối nó hòa quyện vô cái bột. Mà cái trái chuối nó to ra. Còn mình không ép thì chuối mình nhỏ nữa. Mình cắt ra làm đôi nè. Thành ra cái trái chuối của mình nó nhỏ 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 như thế này. Nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Giòn, mình bóp vậy nó không vô nè. Bóp vậy nó không vô đó. Rất là ngon nha các bạn. Các bạn trải nghiệm cùng mình nha.